được con hến nha các bạn. Quét con dẹm nha các bạn. 1 2 3 Bùng cháy lên. Có đen thui thùi lùi luôn rồi nè. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video clip mà rất là đặc sắc gửi đến tất cả các bạn được xem. Những ngày qua mình được rất là nhiều fan nhí ủng hộ kênh của mình và nhắn tin riêng cho mình mời đến quê hương của các em, mời đến nhà của các em để thực hiện một cái clip gì đó mà mình cũng chưa biết được. Thì hôm nay mình đã đi đến nhà của một cái fan mình này nè các bạn. Giờ mình đang tiến thẳng vô nhà. Rồi mời các bạn gặp một số fan nhí của mình nha. Đây là nhà của một cái bạn nhỏ trên YouTube nè, nhắn tin riêng cho mình nè. Chào mấy đứa. Dạ, chào chú. À, mấy đứa đang làm gì đó? Dạ, đi chơi rồi. Hôm rồi có mấy đứa có nhắn tin cho chú là mời chú đến quay cái clip gì mấy đứa? Dạ, có ốc hả? Đâu, ốc chỗ đâu đâu? Dạ, có ốc chú. Ốc ngoài kia đó ha. Rồi bây giờ mấy đứa có chuẩn bị đồ đạc gì chưa? Rồi rồi. Đâu, chuẩn bị cái gì? Rất là vui. Con tên Khang. Như tuổi? Dạ 12 tuổi. Con? Tên Hào. Như tuổi? 10 tuổi. Dạ con tên Đặng 12 tuổi. Con tên Đông 12 tuổi. Con tên Trường 13 tuổi. Con tên Tiền 14 tuổi. Con tên Phúc 15 tuổi. Rồi ok, bây giờ mình tiến hành mình đi nha. Dạ. Đi. Rất là vui các bạn. Rồi bây giờ đội quân mình tiến tới phía trước. Hello các bạn. Các bạn tiến không? Rất là vui được các bạn fan nhí của mình mời đến đây thực hiện một cái clip. Hồi nãy nó clip gì quên rồi. Dạ cá. Bắt cá. Bắt cá ha. Rồi có đem gì ăn không? Dạ có. Nào anh em ta cùng vui lên. Vui. Ừ, vô gần gần đây nè. Vậy là khóc rồi á. Ngọt con dẹp nè các bạn. Ôi, nó mấy đứa làm tới đâu rồi? Dạ, dạ, dạ. Bắt nhiều chưa? Dạ, dạ. Ôi, có mà. Đâu, được đâu, đưa lên cho mọi người coi coi. Ồ, nhiều quá. Đâu, đứa nào được ốc nữa đâu, đưa lên coi coi. Còn có hai con mới bắt nữa nè chú. Phải là ốc nhóc hết trơn. Đâu, đâu con. Thấy ốc ốc quắn nhiều quá. Này lát đem về làm món gì nè? Dạ món gì cũng được. Ốc luộc, luộc siêu cay. Ốc luộc siêu cay, ốc lồn. Một cái buổi chiều sắp hoàng hôn ngồi trên cánh đồng coi mấy đứa bé nó bắt ốc nè các bạn. Cũng là một cái fan của mình, một cái fan hâm mộ trên kênh YouTube của mình. Mời mình hôm nay đến đây với mấy đứa nè, rất là háo hức quay lại những cái cảnh này. Thôi bây giờ mình không có ngồi nói chuyện nhiều nữa, mình tranh thủ mình quay cho mấy đứa còn nó chỗ ở dưới đó. Con quá nhiều mà các bạn. Quá nhiều luôn kìa các bạn. Bây giờ nó tranh thủ nó bơi qua cái phía bên kia. Phía bên cái cái khu đất bên kia để nó mò tiếp tục đó mọi người. Rồi, ok. Mình thì mình không thể nào mà lội ở dưới cái hồ này được để bắt chung với mấy đứa do máy móc thiết bị mình hơi nhiều. Bây giờ mình sẽ đi cặp cái bờ đê này để qua phía bờ bên kia quay mấy đứa nó yêu cầu mình qua bên đó quay đó. Không biết nó bắt về nó làm món gì nó quá chèn ốc quắn luôn. Cặp trên cái bờ đê mình đi là những cái hàng chuối đó mọi người. Giờ nhanh chân tiến tới phía khu vực ngoài trước để quay mấy đứa nhỏ. Nó ham lên phim dữ lắm luôn. Giờ cố gắng. Nó kêu mình lên chiếc xuồng đó đó, rồi nó kéo nó quay cho mình quay, nhưng mà thật sự là không dám. Cái xuồng này mình thấy nước nhiều quá nè, đi nó rung nó lắc nữa rồi ướt máy móc thiết bị hết. Mấy đứa không phải. Bé gái kia nhiều chưa, thấy túm nguyên một áo vậy? Dạ nhiều lắm rồi chú ơi. Vậy ha. Đi theo không kịp mấy đứa quay luôn nè. Ở đây á, ở này
giờ bắt sao rồi, tóc chiếc xác chiếc xuồng vô cho quay cho mọi người coi coi. Bắt chạm tùm lum cho. Đâu, cho. Kéo xuồng vô coi. Lôi xuồng. Lôi vô, lôi vô. Không phải là ở đây. Không chạm cũng vào chú. Đúng rồi. Tìm được cái hang nha bạn. Wow. Này không lát về ai đảm nhiệm cái việc nấu ăn đây? Nướng đi chú. Nướng luôn ha. Nướng dạ. Ở đâu? Nướng ở đây luôn đi chú. Mình bắt được con hến nha các bạn. Bắt con dẹm nha các bạn. Đừng một con dẹm sẽ tống dầu nha các bạn. Bắt được con cua nha các bạn. Mình bắt được con quốc nha các bạn. Bắt được hến dẹm nha các bạn. Mình bắt được con cua vàng bự nha các bạn. Wow, nhiều quá. Rồi, lên chú. Con đi con nào. Con dẹm. Mình bắt được hai con hến nha các bạn. Hai dẹm. Cái cây này có nhiều ống nè các bạn. Wow. Bây giờ mình sẽ ngồi đây mà để cho mấy đứa nó đùa giỡn nè. Giờ nó bắt ốc xong rồi đó, nó đùa giỡn nó nhảy kìa. Đầu nghe, đếm nghe. 1, 2, 3. Nhảy nó đùa giỡn. Một cái lứa tuổi mà gọi là một cái lứa tuổi hồn nhiên mà trong sáng nhất ở cái thời điểm này nè các bạn. Nó mới chừng 7, 8 tuổi, 10 tuổi, 12, 13 tuổi thôi là một cái lứa tuổi gọi là nên thơ nhất, chưa có lo nghĩ gì hết, nên đùa giỡn kìa. Mình thì mình ngồi trên bờ quay mấy đứa nè, nó thấy nó đùa giỡn. Có chừng té nghe mấy đứa, rồi té luôn, hai đứa nhảy luôn. Rất là vui luôn, một cái buổi chiều sắp hoàng hôn đây. Cái nơi cái địa điểm mình đang quay hiện tại bây giờ gần cái khu vực mà thả diều của cái clip trước mình quay đó, thì cũng mấy em nhỏ này nè, sau khi mà nó xem cái clip thả diều xong, nó yêu thích cái kênh của mình rồi, cái nó mời mình đến cái quê hương nó, một nhà nó để quay hình một cái clip. Nó bắt ốc hay rau làm gì đó nó đãi mình. Thì mình cũng không phụ lời mời những cái fan nhí của mình, và mình đến đây thực hiện một clip theo lời yêu cầu của những bạn nhỏ này. Các bạn thấy nó quậy không? Kêu nó về rồi, bắt đầu còn chưa chịu về nữa nó quậy. Gom ốc vô đi mấy đứa, mấy đứa gom vô đi con. Không biết cái thành quả của bọn nhỏ nó bắt hôm nay được bao nhiêu nữa, mà nãy giờ mình thấy nó lắc xuồng chắc rớt hết trơn rồi. Bây giờ nè, gom vô đi với sẵn về nè. Phía khu vực mình ngồi các bạn thấy có những cây tràm ha, rất là đẹp luôn. Cánh đồng thì mới vừa đốt ngày hôm qua. Đẹp quá các bạn ơi, cái bức tranh làng quê nè. Gom ốc đi vô, bắt đầu lên đồng nướng bằng gom ha. Dạ. À, món ngon, món ngon rồi, đồng quê chắc là đặc sắc đấy, có trận diễn xô. Rồi, bây giờ mình đi vô nha. Dạ. Đâu, đưa cái bọc cho mọi người coi coi. Thành quả của mày nó sớm giờ đó. Giờ đi qua cánh đồng bên kia mình nướng nha. Đội quân hùng hậu của mình đâu? Đây. Ông gom lại đây nè, gom ra xa đây nè. Bên đó nó cháy làng bên kia. Ừ. Đây đủ rồi, mấy con này mình châm lửa rồi hang gì chứ. Ừ. Dạ châu này bây giờ làm cái gì đây? Dạ nướng ốc. Nướng ốc với nướng cừu, nướng dẹm. Tiếc lỗ tai đó. Nướng hến. Ốc cừu dẹm hết. Bây giờ bắt đầu nướng rồi chưa? Rồi bây giờ nó đem hột quẹt ra, mình không có thuốc nên mình không có hột quẹt. Bây giờ nó chạy vô nhà lấy hột quẹt ra, bây giờ mình sẽ nướng nha. Rồi để mình quay công đoạn nướng cho mọi người coi. Anh nó cháy hết cái đó là nó chín ốc. Thôi đừng có bỏ. Con cô là không có ai được ăn nha, có trường đó. Trường bắt nó ăn. Ghê coi. Ghê mở hỏng rồi, mở ra kìa, nó mở ra kìa. Chín rồi đó mấy đứa. Mập đói chưa? Dạ đói rồi chú ơi. Đói. Dạ đói rồi chú ơi. Đói luôn hả? Dạ đói rồi chú ơi. Dạ đói rồi chú ơi. Dạ đói rồi. Bụng quá à. Dạ em đói bụng quá, muốn xỉu. Dạ đói chú ơi. Dạ đói rồi chú ơi.
chính chưa mấy đứa? Dạ chưa. Dạ chưa. Lỗ tai. Dạ. Chờ cái món ăn mà của mấy đứa là nấu chín cho mình ăn chắc đói bụng gã gục luôn các bạn. Lại thăm đi chín rồi kêu chú. Nó súng nhau nè các bạn. Chờ chín rồi mình súng nhau vậy đó. Lẹ lẹ đi mấy đứa ơi, đói bụng rồi mấy đứa. Ok, con qua đây. Trời ơi, đã quá mực chưa? Không ăn mình ăn. Chín chưa đem ra ăn nè. Chín chưa, chín chưa, chín chưa. Nó đen thui thùi lùi luôn rồi nè. Trời ơi các bạn ơi, con này ăn muốn quắc quá. Trời ơi, ăn quá. Trời ơi, giờ này mình hơi nách quá. Muộn ơi. Thử quắc ăn luôn. Các bạn ơi, con này nó thơm quá mà nó nóng. Nó chảy mực đen thùi lùi à. Ngon không mấy đứa? Ngon không? Ngon. Ai dính con này à? Con này đây hả? Nó cho mình con nè các bạn. Thử coi. Thơm quá, ăn thử miếng nha. Còn sống rồi vậy. Ngon. Ăn luôn, ăn luôn luôn. Chín chín chín. Thơm mà ngon mà ngọt, nó nướng trên đồng luôn các bạn, mới bắt luôn á. Rồi, ngon quá các bạn ơi, mà thơm mùi gạch nè các bạn. Gạch nè các bạn. Rất ngon nha các bạn. Rồi bây giờ thì mấy đứa xong chưa, chuẩn bị về nè. Xong rồi. Xong rồi ha, chuẩn bị lên đường về. Các bạn ơi, các bạn thấy cái video clip mà của tụi nhỏ thực hiện hôm nay như thế nào? Có hay hay không? Nếu mà thấy cái video clip của mình mà hay thì các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh mình để là người đầu tiên xem những video clip kế tiếp của mình nha các bạn. Rồi bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Bye.